Xin chào các bạn đã đến với cửa hàng xe máy Honda Bình Minh 1 có địa chỉ là 2287 Đại lộ Hùng Vương, Đông Trang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Và hiện tại thì Linh đang có mặt tại trước cửa hàng Linh và rất nhiều chiếc xe máy Honda Winner X vừa mới được cập bến tại cửa hàng bên Linh. Và trước mắt các bạn là những phiên bản Winner X phiên bản mới nhất năm 2022 với 3 phiên bản là tiêu chuẩn đặc biệt và phiên bản thể thao để các bạn lựa chọn. Và ngay phía bên cạnh Linh đây là phiên bản tiêu chuẩn. Đây là một màu sắc rất là mới của dòng xe Honda Winner X phiên bản mới, đó chính là màu trắng các bạn nhé. Màu trắng được pha với các chi tiết tem màu đen này kết hợp với tem đỏ. Đó, một màu sắc rất là trẻ trung, phiên bản tiêu chuẩn. Thì hiện tại bên Linh đang hỗ trợ cho dòng xe Honda Winner X lên tới 5 triệu đồng so với giá đề xuất của nhà máy Honda Việt Nam. Và giá sau khi được hỗ trợ bên Linh chỉ với giá là khoảng ngoài 43 triệu đồng là các bạn có thể sở hữu rồi. Dạo gần đây thì có rất nhiều khách hàng có liên hệ với Linh rằng là các cửa hàng ở chỗ khách hàng thì hiện tại giá vẫn đang giữ như giá đề xuất. Và đây là một cái hỗ trợ rất là lớn tại hệ thống xe máy bên Linh. Và đặc biệt hơn thì khách hàng nào nếu như chưa đủ tiền thì các bạn sẽ mua trả góp với lãi suất là 0% các bạn nhé. Tức là các bạn sẽ không cần mất lãi suất. Và các bạn chỉ cần căn cước công dân là đã có thể mua trả góp rồi. Từ 18 tuổi trở lên đã có thể mua trả góp rồi nhé. Phía bên này nữa thì Linh có màu đen, cũng phiên bản tiêu chuẩn của dòng xe Honda Winner X. Và phiên bản tiêu chuẩn thì sẽ có màu 4 màu sắc để các bạn lựa chọn, là màu đen này, màu trắng, ngoài ra thì sẽ có thêm màu bạc hoặc là màu đỏ nữa, có 4 màu sắc để các bạn lựa chọn. Và bên Linh đều đồng giá cho các bạn sau khi được hỗ trợ 5 triệu chỉ với giá khoảng ngoài 43 triệu đồng là các bạn có thể sở hữu rồi nhá. Mua trả góp thì trả trước cho Linh khoảng 10 triệu đồng. Thủ tục chỉ cần là căn cước công dân, hoặc là nếu như bạn nào chưa làm căn cước công dân thì cần chứng minh thư sổ khẩu hoặc chứng minh thư bằng lái xe. Hỗ trợ trả góp với lãi suất 0%. Và tiếp theo nữa thì bên này Linh có những chiếc Honda Winner X phiên bản thể thao. Đây là một trong những cái màu sắc phiên bản mà rất nhiều các bạn trẻ thích sở hữu, bởi vì phiên bản này nó có những cái thiết kế tem rồi những cái màu sắc rất là khác biệt so với phiên bản còn lại. Thì đây là phiên bản thể thao được trang bị hệ thống phanh ABS trên bánh trước các bạn nhé. Phiên bản thể thao thì với hệ thống ABS, và các bạn lưu ý là cả 3 phiên bản của dòng xe Honda Winner X phiên bản mới này thì đều được sử dụng hệ thống khóa thông minh tương tự như dòng xe Honda SHI, cùng với rất là nhiều những cái trang bị ví dụ như là cổng sạc điện thoại này, hay là thiết kế của dòng xe mới với những thay đổi như là phần xi nhan được thiết kế gọn hơn này, hay là góc nghiêng đuôi ống xả thì cũng được thiết kế lại hạ thấp hơn. Đó là rất nhiều những cái thay đổi của dòng xe Honda Winner X phiên bản mới năm nay. Thì với một em Honda Winner phiên bản thể thao phanh ABS ngay trước mặt Linh đây, hiện tại bên Linh đang hỗ trợ cho các bạn lên tới 5 triệu đồng. Và hiện tại nó đang chỉ có giá khoảng ngoài 45 triệu đồng thôi nhá. Chỉ khoảng ngoài 45 triệu đồng cho một em phiên bản thể thao. Tiếp theo nữa thì các bạn hãy vào với cửa hàng bên Linh. Về bên trong cửa hàng Linh cũng có trưng bày rất là nhiều xe, nhiều loại xe luôn. Ở đây là không gian ở bên trong cửa hàng bên Linh và có rất nhiều em Honda Winner X được trưng bày rất là đẹp và lộng lẫy ở bên trong cửa hàng Linh. Ngoài hai phiên bản mà Linh vừa giới thiệu thì Linh ở trong này Linh có trưng bày thêm hai cái màu sắc cũng rất là đẹp của dòng xe Honda Winner X, đó là phiên bản đặc biệt với màu đen nhám. Đây là màu đen nhám. Ngoài màu đen nhám này ra thì phiên bản đặc biệt còn có thêm màu đỏ nhám nữa các bạn nhé. Màu đen nhám thì rất là quen thuộc rồi, còn màu đỏ này là một trong những cái màu sắc mới được Honda Việt Nam mới cho ra mắt trong phiên bản mới năm nay thôi. Một màu sắc rất là trẻ trung và lạ mắt, màu đỏ sơn sần. Và hiện tại thì phiên bản đặc biệt với giá sau khi được hỗ trợ 5 triệu chỉ với khoảng 45 triệu đồng là các bạn đã có thể sở hữu một em Honda Winner X phiên bản đặc biệt được trang bị hệ thống phanh ABS này, hệ thống khóa thông minh 3 tính năng, có cả tính năng báo động chống trộm nhé, hay là có trang bị thêm cả cổng sạc điện thoại này. Rất là nhiều những cái trang bị nổi trội cho phiên bản mới năm nay. Và với giá chỉ khoảng 45 triệu đồng cho một phiên bản đặc biệt sơn nhám như thế này. Và đây là một cái màu sắc đỏ mà rất là đẹp. Ngoài màu đỏ, màu đen nhám thì Winner X phiên bản đặc biệt còn có màu bạc nữa các bạn nhé. Cũng là một màu sắc mới. Ở đây thì Linh cũng không thể trưng bày hết được. Nhưng mà hiện tại hệ thống xe máy bên Linh thì có đầy đủ xe và các phiên bản các màu để các bạn có thể lựa chọn nhé. Và đặc biệt hơn thì Honda Winner X tất cả các phiên bản bên Linh đều đang hỗ trợ trả góp với lãi suất 0%. Các bạn chỉ từ 18 tuổi trở lên là đã có thể mua xe trả góp với lãi suất là 0% rồi. Thủ tục rất là đơn giản, chỉ cần cho Linh là căn cước công dân nhé, trả trước 10 triệu. Đó là những... Đó, bên này cũng là một em phiên bản thể thao này, HRC, với giá khoảng ngoài 45 triệu đồng. Các bạn có thể quan sát kỹ hơn những màu sắc thể thao này ở phía bên trong Linh quay.
nhìn rất là đẹp đúng không ạ, với chi tiết màu đỏ phối với phần tem xe này. Đó, tem xe màu trắng, màu xanh. Rồi là chữ Honda ở phía dưới rất là giống với cái dòng xe CBR 150R đấy ạ. Khoảng ngoài 45 triệu đồng nhé, cho phiên bản thể thao, và khoảng 45 triệu đồng cho phiên bản đặc biệt. Đó là giá sau khi được bên Linh hỗ trợ lên tới 5 triệu đồng rồi. Ngoài ra thì bên Linh cũng có bán đầy đủ các dòng xe số của dòng xe Honda, đó là dòng xe Wenfa hay là Blade, GSX hay Future. Bên Linh cũng có đầy đủ các dòng xe số của Honda Việt Nam nhé. Nên là nếu như khách hàng nào có nhu cầu bất cứ đối với dòng xe Honda nào thì các bạn hãy liên hệ với Linh để được Linh tư vấn và cụ thể hơn nhé. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn.